Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xuất khẩu lao động gia tăng từ đầu năm đến nay. Ngày 5 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin, mới 9 tháng Việt Nam xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu cả năm. Theo đó, Việt Nam đã gửi hơn 111.500 lao động đi nước ngoài trong 9 tháng đầu năm, vượt mục tiêu cho cả năm 2023. Trang mạng dân trí dẫn số liệu từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, VOA cho hay con số này tương đương 101,37% mục tiêu kế hoạch mà Việt Nam đặt ra cho năm 2023 là 110.000 lao động. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết đây là số lao động được các công ty môi giới đưa đi theo con đường chính thức, có hợp đồng lao động đàng hoàng, tức là chưa tính đến số lao động từ những người đi du học rồi ở lại nước ngoài làm việc hoặc những người đi du lịch rồi trốn lại làm chui, hình ảnh bản tin trên VOA. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng lên 8%. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 103.000 lao động đi nước ngoài. Cũng theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước được Dân trí dẫn lại. Theo VOA, các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đông nhất theo thứ tự là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hungary, Singapore và Malaysia. Trong 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã tiếp nhận gần 55.700 lao động Việt Nam, trong đó có gần 24.000 lao động nữ. Còn Đài Loan và Hàn Quốc lần lượt tiếp nhận trên 46.000 và 2.450 người. VOA dẫn trang báo mạng VN Economy cho biết Việt Nam có hơn 200.000 thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản, chiếm gần một nửa tổng số thực tập sinh nước ngoài ở nước này đứng đầu trong 15 nước cử thực tập sinh sang Nhật cả về số lượng hàng năm và số lượng tuyệt đối. Xuất khẩu lao động lâu nay vẫn được xem là con đường đổi đời của nhiều người dân Việt Nam, nhất là dân nghèo ở các vùng nông thôn. Họ thường phải vay mượn số tiền lớn để trả cho các công ty môi giới để được đi xuất khẩu lao động. Nhưng chỉ sau một thời gian làm việc họ có thể trả nợ và còn tích lũy để gửi về cho gia đình ở Việt Nam. VOA cho biết thêm, lao động Việt thích đi Nhật vì điều kiện làm việc tốt, đồng lương hấp dẫn và nước này thì luôn trong tình trạng thiếu hụt lao động cấp thấp. Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam. Hình ảnh, chính quyền coi xuất khẩu lao động là cơ hội cho người trẻ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang vươn lên thành một nước có sức thu hút đối với lao động Việt Nam. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong 9 tháng đầu năm đã có trên 1.361 lao động Việt Nam sang làm việc ở Trung Quốc. Cơ quan này cho biết họ sẽ tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu lao động mới, ưu tiên cho các thị trường có thu nhập tốt, việc làm ổn định, nhất là các nước châu Âu, theo trang mạng VN Economy. Trước đó, ngày 4 tháng 8 trả lời phỏng vấn của báo tuổi trẻ, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết sau dịch Covid-19 các nước đều tăng nhu cầu tuyển dụng. Theo ông Liêm, thị trường không mở rộng về địa lý mà mở rộng về nhu cầu ngành nghề, như hàn quốc tăng tuyển ngành đóng tàu nhật bản thì tập trung vào ngành chế tạo và công nghiệp hiện nay kinh tế việt nam đang suy thoái trầm trọng số công ty sản xuất kinh doanh làm ăn thua lỗ phải đóng cửa ngày càng nhiều khiến người thất nghiệp liên tục gia tăng vì vậy một lượng lớn người lao động đã lựa chọn xuất khẩu lao động như là một cứu cánh rất nhiều trí thức và các nhà nghiên cứu coi việc đưa thanh niên đi xuất khẩu lao động là nhục quốc thể là hình thức buôn dân làm may một đội ngũ lao động trẻ và gây ra tai tiếng cho đất nước. Tuy nhiên, chính quyền lại coi việc này là một thành tích đáng tự hào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin xuất khẩu lao động gia tăng từ đầu năm đến nay. Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam sắp được khai thác Ngày 4 tháng 10, VOA Tiếng Việt loan tin, Việt Nam khởi động kế hoạch khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước, theo đó, Việt Nam đang lên kế hoạch đấu giá khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm giữa bối cảnh các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đang nỗ lực giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo VOA, ngày 4 tháng 10, VN Express dẫn lời ông Lưu Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam, VTRE, cho biết doanh nghiệp này và đối tác Blackstone Minerals đơn vị đàm phán đấu thầu các mỏ đất hiếm với Việt Nam đang lên kế hoạch cho cuộc đấu giá khai thác mỏ Đông Thao rộng hơn 132 hecta ở tỉnh Lai Châu. Đây được xem là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam. Ngay sau khi đấu giá thành công, chúng tôi sẽ sử dụng quặng từ mỏ này và các mỏ sẽ được cấp mới để sản xuất, ông Tuấn nói. Hình ảnh bản tin trên VOA. Được biết, Blackstone Minerals là một công ty của Úc có nhiều dự án đấu thầu đáng kể tại Việt Nam, trong đó có hợp tác khai thác mỏ nickel tại Sơn La. VOA cho biết đất hiếm là loại khoáng sản đặc biệt dành cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao như các chất xúc tác, nam châm, hợp kim, chất phát quang để chế tạo điện thoại di động, ổ đĩa cứng, máy tính, thiết bị cho xe điện, vân vân. Một hãng thông tấn quốc tế lớn hôm 24 tháng 9 dẫn lời một quan chức của công ty khai thác đất hiếm do nhà nước kiểm soát Lafrico nói rằng việc khai thác hiệu quả mỏ đồng thao sẽ đưa Việt Nam trở thành nhóm sản xuất đất hiếm hàng đầu. Tuy nhiên, VOA cho hay sự tinh chế đất hiếm rất phức tạp và Trung Quốc đang kiểm soát nhiều công nghệ chế biến loại khoáng sản này. Phía Blackstone nói với hãng thông tấn quốc tế rằng trữ lượng lớn ước tính của mỏ đồng bào cũng cần được đánh giá lại bằng các phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, đất hiếm ở mỏ này tương đối dễ tiếp cận và chủ yếu tập trung ở quận Besnestite, theo Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. VOA dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho hay Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn. Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất với 44 triệu tấn. Đứng thứ ba là Brazil với 21 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn đất hiếm ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích vì giá thấp do Trung Quốc ấn định và do nước này gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Hình ảnh vị trí mỏ đất hiếm ở Đồng Phao, Lào Cai. Nói với VN Express, ông Lưu Anh Tuấn cho biết về quy trình công việc đã và sắp được thực hiện là thử nghiệm nguyên liệu đất hiếm trên dây chuyền quy mô nhỏ trong năm 2023, đưa ra quy trình thiết kế nhà máy khai thác mỏ, thiết kế đào tạo chuyên gia cho nhà máy phân tách quặng thành sản phẩm đất hiếm đạt độ tinh khiết từ 95% trở lên để đưa vào nhà máy phân ly trong năm 2024. VOA cho biết thêm, mỏ Đông Thao đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cùng đối tác Nhật Bản khai thác vào tháng 12 năm 2014, nhưng quá trình khai thác vẫn không thể diễn ra vì nhiều trở ngại về công nghệ và cơ chế. Đất hiếm là một hỗn hợp quặng gồm 17 nguyên tố kim loại hiếm có. Việc khai thác đất hiếm chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, nguy cơ gây ô nhiễm khi khai thác đất hiếm cũng rất cao. Bởi vì đất đá thải ra trong quá trình khai thác quặng sẽ được lưu giữ trong những bãi thải lộ thiên, Dẫn đến việc các chất độc hại trong đó hòa tan vào nước mưa, lan đến hệ thống nước ngầm và đất đai gây ô nhiễm. Tại Trung Quốc, việc khai thác đất hiếm đã gây ô nhiễm sông Hoàng Hà, nguồn nước của hơn 150 triệu dân. Đất đai và nguồn nước ở Quảng Đông cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin: Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam sắp được khai thác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d